Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Art World Thế giới nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu thì những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn được hát, được yêu, được nhớ vì chúng gắn liền với những buồn vui, đẹp đẽ và đau thương của cuộc sống. Và ca từ trong nhạc của Trịnh Công Sơn thì luôn khiến cho con người ta cảm thấy trăn trở và tìm thấy một phần bản thân ở trong đó. Và để cảm nhận rõ hơn về những triết lý sống trong cuộc sống của con người và thân phận con người trong nhạc của Trịnh Công Sơn thì hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với nhà thơ Anh Ngọc, một trong những người đã đam mê và gắn bó với dòng nhạc Trịnh trong suốt hơn 40 năm qua trong phần đầu tiên của chương trình. Tình yêu của nhà thơ Anh Ngọc đối với nhạc Trịnh bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi ông còn là phóng viên của báo Quân đội Nhân dân, nằm trong đoàn quân tiến vào Sài Gòn. Đó là khi ông ra chợ Bến Thành để mua đài cassette và vô tình được nghe thử cuốn băng phát nhạc Trịnh Công Sơn. Trong tim chú có hai cái cửa, cái buồng. Trước nay có một nửa chú mở ra để hướng ra ngoài. Đó là những cái phía đối với cộng đồng, dân với nước, với chiến tranh, cách mạng, đúng không? Còn một nửa riêng tư do hoàn cảnh chú đóng lại. Thế thì cái đêm 30 tháng 4 đó, nhạc Trịnh đã đấm một cái vào cái khung cửa sổ che cái căn buồng đó, mở toang ra. Và từ đó chú được sống trọn vẹn với một trái tim đầy đủ. Và suốt từ đó đến nay, có thể nói là chú có thể là lúc nào cũng viết và lúc nào cũng nói. Và mọi người gần như đều biết là chú yêu nhạc Trịnh vô bờ. Và coi nhạc Trịnh, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một người tri âm, tri kỷ tuyệt vời. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng chia sẻ, từ năm 10 tuổi, ông đã bị ám ảnh bởi cái chết. Trong tâm trí của ông, luôn suy nghĩ về sự sống và cái chết trên cuộc đời. Bởi tình yêu thì có thể tiếp tục mãi mãi, nhưng con người thì rất hữu hạn. Mỗi người chỉ sống được một lần trên đời. Đó cũng là lý do vì sao các ca khúc của ông luôn thấm đẫm những triết lý về cuộc sống, về thân phận con người. Bản chất của nhạc Trịnh là thế này này. Đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giúp cho mỗi người chúng ta tự trò chuyện với chính mình. Tôi chiều nào đi đường tôi cũng lầm nhầm một bài hát của nhạc Trịnh. Đặc biệt là những lúc chúng ta buồn, chúng ta thất vọng, tức là chúng ta cô đơn, chúng ta ở cái thế là thế tiêu cực đó. Thì lúc giờ có một vết thương trong lòng đấy, thì có thể nói là nhạc Trịnh đến, chúng ta hát nhạc Trịnh một lúc, sẽ từ từ như bàn tay dịu dàng, xoa nhẹ nhẹ lên trái tim chúng ta, an ủi chúng ta, nói rằng chúng ta vẫn là một người rất khả ái, một người rất đa cảm, rất nhạy cảm, rất yêu cái đẹp, đúng không? Và chúng ta hay tự tin, an nhiên để sống và để chết. Cho nên tôi gọi tên đó là âm nhạc cứu rỗi. Một thứ âm nhạc cứu rỗi là bởi vì nó nâng giấc người ta. Trịnh Công Sơn khai thác con người ở hầu hết các trạng thái khác nhau, khi thì gần gũi, có lúc thật xa xôi, nhưng tựu chung đều bắt nguồn từ một thực thể, cái tôi. Cái tôi hiện lên trọn vẹn nhất trong những bài hát nói về thân phận, về kiếp luân hồi và giải thoát bản ngã. Cái tôi đào sâu vào bản ngã, lắng nghe những âm vọng nhân sinh để chiêm nghiệm hết sự tàn phai của cõi đời, để rồi trăn trở với những suy tư về thân phận con người. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp. Con người trong ca từ nhạc Trịnh khởi đi từ một hạt bụi hư vô nhưng không tầm thường. Hạt bụi ấy không im lặng nhưng biết trăn trở về cuộc đời, về phận người. Con người nhận ra mình cũng thật giới hạn, chỉ là một hạt bụi từ hư vô là không có gì. Danh ca Khánh Nhi đấy, người chuyên hát nhạc Trịnh, tôi nhớ là có lần chị đã đố người ta. Tôi đố các ông này, vậy thì tiếng động nào gõ nhịp không vui nghĩa là gì? Rồi thì vết mực nào xóa bỏ không hay nghĩa là gì? Nghĩa là gì các bạn thử nghĩ xem. Thì tôi xin nói với các bạn, đó chính là cái tiếng này này. Tiếng động đó là cái tiếng của thời gian đếm với thời khắc mà chúng ta được sống. Thời gian từng phút nó lấy đi một cái phần sống quý giá của chúng ta. Và tiếng động đó cũng là cái tiếng, có thể nói là tiếng mưa rơi, tiếng lá rụng vân vân, đúng không? Tiếng nước chảy. Nó đang điểm cái giờ chúng ta phải chấm dứt cuộc sống. Và cái vết mực xóa bỏ là vết mực nào đấy? Có người nói
bảo là rất cụ thể đến nỗi là nói là đấy chính là cái nét bút xóa lên tên khi người ta khai tử. Thực ra cái vết bực này là vết gì? Đó là vết xóa của thời gian, đúng không ạ? Có thể là anh vừa đi xong một cái thì lập tức bụi nó xóa mờ lên. Mặt trời soi một kiếp sông trời. Chứ tôi nói thật với các bạn là tôi đã từng nghĩ thế này này. Giá như trừ những cái đám tang, những người hy sinh vì nghĩa lớn, có tính công dân ấy, các liệt sĩ, những cái tử sĩ, thì chúng ta tấu cái bài Hồn Tử Sĩ, đúng không ạ? Đêm khuya âm u đấy. Nhưng có lẽ đối với tất cả những người qua đời bình thường, thập loại chúng sinh, tôi nghĩ là tấu cái bài Cát Bụi lên là đúng nhất. Khét tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu buồn điên, con chim đứng lặng ngâm. Khi về trong mùa đông, tay dòng rêu muộn màng, thôi chờ những giận đông. Cũng trong hành trình của một đời người thì chúng ta không thể thiếu được những lời ru. Nếu như lời ru của mẹ luôn vỗ về tuổi thơ và dẫn đưa nhà thơ vào giấc ngủ, thì lời ru trong những câu hát của Trịnh lại đưa nhà thơ vào cuộc đời và có lẽ là phủ đầy lên suốt cõi nhân sinh. Ru tan ngậm ngùi là ru cái gì? Ru cái gì đó tức là tự mình hát lên cái tiếng lòng của mình. Mình chấp nhận, mình xoa dịu cái vết thương của một nỗi đau về một cái chết không tránh khỏi, về cái sự chúng ta sẽ từng người một rồi đến lúc sẽ đối diện với cái chết không ai cứu được, thì lúc bây giờ cần một tiếng ru, cảm giác như là anh biến tất cả sự dữ dội của cõi đời này thành cái gì êm đềm. Đó là cái sức mềm hóa của trái tim anh. Hãy về đi, ta phiêu du một đời, hướng trầm có còn đây, ta thắp nước chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi, ta du ta thầm mùi, tình ngỡ đã phôi pha. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ dừng lại ở việc phản ánh thân phận con người, mà qua đó ông còn truyền gửi những thông điệp mang đầy ý nghĩa nhân văn. Đó là chúng ta, những con người trần tục, hãy dám đối diện với những khó khăn của cuộc đời, tìm cách sống như thế nào để có thể tối ưu hóa cuộc đời, để đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không có gì phải ân hận. Anh Sơn có một câu rất tiêu biểu: sống trên đời chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm sao lấy đem tình yêu để cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời đó. Cho nên thông điệp của anh Sơn gửi đến chấp tất cả mọi nỗi buồn như thế, đúng không? Thông điệp anh Sơn là cái gì? Tôi ơi, đừng tuyệt vọng, đúng không? Tôi là ai mà tôi yêu quá đời này? Và cái thông điệp cũng là loại hàng đầu, đó là hãy yêu nhau đi. Với nhà thơ Anh Ngọc, chính những triết lý và tính nhân văn trong nhạc của Trịnh Công Sơn đã trở thành những liều thuốc giảm đau trong cuộc sống vốn xô bồ tấp nập này, và sẽ luôn chiếm giữ một phần quan trọng trong trái tim, trở thành nguồn cảm hứng cho các sáng tác nghệ thuật của ông. Anh thuộc phía tủi hơn, anh thuộc phía mong manh, anh thuộc phía những con người bé nhỏ, người an ủi những linh hồn đau khổ bằng nỗi buồn. Tên gọi Trịnh Công Sơn. Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn, dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng. Nhìn cái chết như một phần sự sống. Cát bụi là anh, cát bụi là tôi, cát bụi là ta, nên cát bụi tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đi qua hành trình của cuộc đời. Tuy nhiên, ông vẫn luôn sống mãi trong trái tim của rất nhiều người. Và điều đó được thể hiện ở việc không chỉ có những người từng trải mà đã có rất nhiều bạn trẻ đam mê và chiêm nghiệm được những triết lý sống, thân phận con người trong nhạc của Trịnh Công Sơn. Và tiếp sau chương trình, hãy cùng chúng tôi đến với một đêm nhạc rất đặc biệt.
Đã 15 năm, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thôi không ở trọ trần gian. Tuy nhiên, những giai điệu và ca từ của nhạc Trịnh vẫn luôn ngân vang, lắng đọng trong tâm thức của biết bao con người. Bởi vậy, trong dịp tưởng niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đã có rất nhiều đêm nhạc được tổ chức, và một trong số đó là đêm nhạc mang tên Bốn Mùa Thay Lá. Điểm đặc biệt ở đêm nhạc này đó chính là tại đây, khán giả sẽ được chìm đắm trong câu chuyện của cả một đời người qua những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà hai ca sĩ trẻ Hoàng Lân và Nguyệt Ca đã cùng nhau kể cho mọi người nghe. Cùng với đó, người nghe cũng đã không khỏi bất ngờ khi chứng kiến tài năng phối khí của chàng trai trẻ mới chỉ sinh năm 1991, Huỳnh Đinh Quang Minh. Dưới sự phối khí của anh, gần 20 ca khúc mang đậm giá trị nhân văn và triết lý của cuộc sống của vị nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đã được thổi thêm một luồng tư duy mới của tuổi trẻ, tạo nên cảm giác mới lạ cho người thưởng thức. Điều mà mình muốn hướng đến trong đêm nhạc hôm nay đó chính là qua mỗi bản phối, qua mỗi bài hát thì ban nhạc cũng như các ca sĩ muốn mang đến thật nhiều màu sắc, giống như thật nhiều trải nghiệm của mỗi người đối với nhạc Trịnh Công Sơn. Mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của triết lý Phật giáo, nên nhạc của Trịnh Công Sơn đã gói trọn trong một vòng sinh diệt của đời người. Cứ xoay tròn qua bốn mùa, xuân hạ, thu đông, sinh lão bệnh tử. Đó cũng chính là lý do mà những người thực hiện chương trình lấy cái tên Bốn Mùa Thay Lá để làm chủ đề cho đêm nhạc. Đêm nhạc này thì kể một cái câu chuyện, một cái vòng sinh diệt của một con người từ khi sinh ra với lời mẹ ru, rồi đến tuổi đời mênh mông, và khi về già, khi bước qua cái ngưỡng của tuổi trẻ, khi về già thì chúng tôi lại thể hiện những ca khúc như là Chiếc Lá Thu Phai chẳng hạn, chập chờn lau trắng trong tay với cái hình ảnh là tóc bạc. Khi mà đã con người đã bước qua cái ngưỡng tuổi trẻ của mình và nhìn lại tất cả mọi thứ với một cái đầy cái ánh mắt xót xa, và cuối cùng thì là hình ảnh lại là lời mẹ ru để kết thúc một chặng đường của một con người khi mà mẹ nằm xuống và đứa con lại cứ thế lớn lên. Mình cũng là người nghe nhạc Trịnh rất nhiều, và vì nghe nhiều thành ra là sẽ có những cái thời điểm mà nghe đi nghe lại, nhưng mà thực sự là cũng chưa bao giờ biết chán cả. Thành ra là cảm xúc ngày hôm nay thì nó cũng vẫn nguyên vẹn như là cái thời điểm này năm ngoái, hay là năm trước, hay là 5 năm về trước. Có thể nói, chính những nốt nhạc thấm đẫm nỗi buồn thân phận của Trịnh Công Sơn đã khiến cho trái tim của biết bao thế hệ người Việt phải thổn thức và đau đáu nhớ về. Bởi vậy, ta có quyền tin rằng nhạc của Trịnh Công Sơn sẽ luôn sống mãi trong tâm hồn mỗi người yêu âm nhạc Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau, và sẽ tiếp tục được những người trẻ trân trọng và gìn giữ. Thưa quý vị và các bạn, thân phận trong nhạc Trịnh thực sự không phải là một vấn đề dễ dàng để làm sáng tỏ, mà nó phụ thuộc vào sự tự trải nghiệm cũng như cảm nhận riêng của mỗi người. Và 15 phút của chương trình thực sự không đủ để nói lên hết những điều mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn gửi gắm trong mỗi đứa con tinh thần của mình. Và xã hội càng nhiều bất ổn và âu lo thì rất cần những người có tư tưởng đầy tính nhân văn như của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và với nhạc Trịnh thì mỗi người sẽ tâm đắc với những câu hát khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm lúc đó. Với tôi thì có một câu hát mà tôi vẫn luôn yêu thích và luôn cảm thấy vẫn còn nguyên giá trị, đó chính là sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.